sự hiện diện và ủng hộ của tất cả quý vị dành cho chúng tôi. Thưa quý vị, kỷ niệm 100 năm từ ngày mẫu xe đầu tiên được ra đời và trong suốt một thế kỷ qua không ngừng hoàn thiện và phát triển, Mitsubishi Motors đã trở thành một thương hiệu xe đại diện cho sức mạnh của Nhật Bản. Với sự bền bỉ, vận hành vượt trội và khả năng tiết kiệm nhiên liệu một cách ưu việt. Thưa quý vị, trong suốt 100 năm phát triển, Mitsubishi đã hoàn thiện được khái niệm chất Mitsubishi. Chúng ta có thể kể đến một cách đầy đủ, đó chính là khả năng vận hành bền bỉ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, tính an toàn cao và tính thiết kế đặc trưng. Đảm bảo và đảm bảo là một thiết kế của Nhật Bản nhưng vẫn có nhiều nét hiện đại và cá tính. Thưa quý vị, tiếp theo trong hành trình mới ngày hôm nay, với triển lãm lần này, Mitsubishi muốn giới thiệu đến với quý vị một thông điệp, đó chính là Be ready for the new state. Và đó cũng chính là một lời cam kết, chúng tôi sẵn sàng làm hài lòng tất cả quý vị khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của mình. Và ngay sau đây thưa quý vị, Phong Linh xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng với Mitsubishi Motors Việt Nam cùng thử nghiệm và triển lãm chất Mitsubishi thông qua các sản phẩm của chúng tôi và hãy cùng chào đón một mẫu xe vô cùng tuyệt vời, đó là XM Concept Crossover MPV. Đây chính là mẫu xe ý tưởng biểu trưng cho chiếc xe MPV sẽ được ra mắt thị trường Việt Nam chúng ta trong thời gian sắp tới. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng thưởng lãm. Thank you.